Dân xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhóm của Dân lên thành phố Gạch Giá cùng với gia đình anh chị Theo và anh. Em tên Đỡ. Anh Đỡ, em. Anh Đỡ. Em ruột của anh. Dạ, em ruột của anh hả? Dạ. Dạ, bữa nay mình đi ăn buffet hả chị hả anh? Dạ. Dạ. Thì Dân cũng xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với mấy chị em Dân để mình vô mình thưởng thức món buffet. Hồi đó giờ mấy chị em cũng chưa từng biết luôn. Dạ. Giờ mình đi ha. Dạ, mình đi ha. Dạ. Đi cả nhà ơi. Đi cả nhà. Hàng Chi á, em thấy anh ngồi ở ngoài rồi nhưng mà em thấy cái anh này ở trong thì em nói ủa sao mà hai anh dữ vậy? Giống giống á. Dạ. Vậy à. Hai anh em ruột giống giống. Hai anh em ruột. Dạ. Để về khi này không. Em không biết đường đi, em đi vòng vòng á chị. Vậy à? Dạ. Trời. Cái chỗ này em cũng đi qua mấy lần á nè, nhưng mà bây giờ trở lại tìm cái tên á, không biết đường tìm. Ngày đã chị quên, chị đi quên nhận trên nhầm chi mình sợ trên cái mạng á nó có. Dạ, dạ. Chị đi đâu chị cũng tự có cái Google gỗ ha. Google chị biết cái tên á, mình sợ cái vô rồi mình có cái địa chỉ đó. Có bà, có người chị thứ năm nữa. Ủa sao sao bữa hổm không vô nhà mà chống chơi? Bận với bà chị, dẫn bà chị đi chữa bệnh ở Long Xuyên á. Dạ. Vậy hẹn có dịp nè anh vô chống chơi nha anh. Hôm qua bà không có đi Long Xuyên thì đi với chị đi với anh vô rồi. Dạ. Đúng rồi, mình văn lưới ở đây mình lên nó uống cà phê á. Thôi mình nhớ chỗ của mình rồi. Địa bàn mình ở đây nha. Dạ, đặt vớn đặt lú ha, đặt lú. Đúng rồi, dạ lú 12 cửa ngục á. Lú dài dài 12 cửa ngục. Ê dạ. Em cũng không biết luôn. Ở đây cảnh ở đây đẹp quá. Bữa hổm mình lên đây mình ngồi ở đây thôi chứ mình chưa có đi vòng vòng chỗ này. Dạ, ngồi dưới đó đó, ngồi chỗ đó. Ít đó, mà về mình đi biển được nữa rồi đó. Tới cho tên đó, đó hả chị? Dạ, dạ. Đi tới đó rồi mình lội qua. Lội qua. Trời ơi, cái con đường này nó lội hàng ngày nè. Vậy hả? Mình chèo qua lên, mình đi. Mình chèo lên mình đi. Ủa, nó làm không có bản phân cách cho mình qua đường đó. Dạ. Dạ, khoảng phân cách nó xa đó. Bây giờ mình chờ lại ra được. Cấm mình. Không vậy theo ảnh đi. Súng nhau qua lộ nhanh lên. Đây 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 ổng nhau nha. Đây đây. Đi từ từ. Nó phải gì? Dạ đúng rồi. Nó phải né mình thôi. Nó không né mình thì mình né nó. À, đây là buffet hải sản gió biển. Vậy là một người 199.000. 199.000 một người. Ở ngoài hay ở trong không? Ở ngoài. Có trong ở ngoài. Có sử dụng ngoài ngoài ở trong chứ. Dạ sao cũng được. Dạ. Ở trong có mấy bạn. À, mấy chị em dần mấy chị em dần tới buffet hải sản gió biển này thì dặn cũng mời quý ông bà cô chú anh chị vào trong để mình lựa món. Mình sẽ đi ăn buffet. Cái này là mình muốn ăn cái gì là mình lựa đó anh. Chắc vị quá. Cái con là đầu cấp không nha. Số mấy vậy?
vé tặng một con cua để bạn mình nhiều người năm con. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Mình sử dụng thoải mái ha. Dạ dạ rồi, hai người thì tặng một con cua, mình đi 10 người thì tặng 5 con cua. Hả, hai người lần một con hả? Ngon quá. Cho bữa nay hơn thứ mãi anh ha. Dạ dạ. Để coi người ta. Wow, đồ ăn nè. Cái mọi người đâu để cho nó dễ quay. Qua anh kia ha anh ha. Anh kia sáng, qua anh kia sáng. Cái này là gỏi cuốn. Nhiều quá mình ăn. Dạ, mình lấy mỗi thứ một món thôi, xong rồi mình ăn hết rồi mình không lấy nữa. Qua sầu quạt nè. Ý con này con ốc gì ngộ vậy? Ốc cái vỏ nó đẹp quá vậy. Cái này ốc hương. Ốc móng tay nè. Cái này chắc gỏi. Gỏi hết. Khoai môn. Oh, quá hấp dẫn trời. Cái này là sườn heo quá gì đó. Món nào cũng ngon hết trơn. Em không biết con ốc này ốc gì. Ốc gì vậy? Ốc gì vậy? Chị hỏi chị à. Chị cũng chưa ăn mà chị không biết. Bự quá mà. Con này cũng thấy lạ nữa. Dạ con là con này sầu quạt. Con này sầu quạt em biết. Dạ. Vì mình đi lấy cái dĩa hả? Lấy cái dĩa trên này. Dạ. Nước uống nữa, có nước, dạ. Nước uống thì nó là nó cho mình luôn á. Dạ, nước uống. Đồ nướng rồi nè. Dạ. Con dạ, tâm cần. Cái này là tim heo rồi vậy, tim tim gan vậy, tim mà không biết tim con gì. Cái đó là thịt bò gì? Đó thịt bò. Ủa sao nó không có để chữ cho mình biết? Dạ đúng rồi. Dạ. Người ta phải dán để chữ cho biết hả? Có này em biết này, thanh cua. Chị bỏ này bển chị. Cá điêu hồng. Cái này để ăn lẩu nè. Cái này là để ăn lẩu. Dạ. Còn bên đây đồ tráng miệng nữa nè. Ừ. Bên đây bánh nè. Đủ thứ bánh hết nè. À, cái bánh chuối nè chị. Bánh khoai mì. Bánh khoai mì. Xôi gì? Cái này chắc tỏi hay gì vậy? Cái này chắc cái gì cái trái đó, cái trái gì vàng vàng vô hoàng kim. Nước uống nè. Em nghĩ cái này là sâm. Cua ba. Không biết gì. Bỏ trong than nước rồi bỏ trong nước. Dạ. Thôi giờ mình lấy dĩa hả? Rồi lấy dĩa đi. Ủa? Ôi ở đây nhóc chân nè. Ăn mấy cái đồ lặt vặt chứ đi ăn lẩu sao. Tôm cho quyết. Mọi thứ một tí. Cái đó là ốc hương. Ốc hương. Dạ. Ốc là mắt như quỷ. Vậy hả? Ừ, mắt lắm. Cái con ốc này con ốc gì ngộ vậy anh? Tôi không biết nữa. Mà thử đi, thử con đi. Có gà quay bánh bao như vậy. Ở bên kia mình có. Biết gì em nhịn đói 3 ngày rồi. Ừ. Ốc là ốc hương á chị. Dạ ốc hương á chị. Ốc hương nè. Anh có lấy rồi, chị lấy đi. Ốc bên đó ốc quắn. Ốc quắn hả? Ừ. Dạ anh lấy dĩa lắm. Anh không còn nhiều đâu. Dạ hả? Thịt heo quay bánh bao nè, gỏi cuốn. Thịt heo quay bánh bao này gỏi cuốn. Cái này là vịt quay. À, vịt quay bánh bao. Con lấy đồ ăn. Coi quay. Cái này là da con trâu hả anh? Trâu hả bọn? Cái chân gà xá tắc. Da này. Ba lấy tôm đó kìa. Lon đâu? Của em đầy nè.
Rồi. Chân gà cho nó. Của em đầy rồi nè, xong rồi mình ra là lấy nữa. Rồi đi ra. Anh còn cái ghế ở đây nè anh. Đã. Anh qua đây đang ngồi đâu vậy? Lo ngồi gần chứ hả? Rồi mời cả nhà. Cái ly của nó để đó hả? Chia đi. Để đâu? Ủa cái ly đó của chị mà. Ừ. Lo nó chưa vô lát muốn cơm muốn mà chân lo ngồi đâu. Chia một người một cái. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn. Anh chân cho tôi ngồi đó. Ngồi chung với ngồi gần đây. Đừng cái ghế đi. Tốt quá rồi đó. Để cho ông lo ngoài ngoài đâu ta. Ừ, cái này ngon. Ngon chị ơi. Ngon. Hả? Con có con gì? Đây, bắt đầu chúng mình ăn nha. Em biết con gì nữa nhưng mà thơm bé béo thơm. Làm món gà húp phê ngon quá. Cả nhà ăn phê. Mời cả nhà ăn phê. Ngon chỗ bùn gù vậy? Ngon. Ngon bùn gù á. Tới con này. Nè thấy không? Em lấy mỗi thứ một cái cho em ăn thử xem làm sao. Phục luôn anh. Không, từ từ ta mới vô lần đầu tiên chị. anh ba không có lường ăn. Ai thấy cái của em đâu tiêu rồi chị ha. Chị lấy của em ha. Gà dùm. Wow. Đây, đậu của mình đây. Chút bắt cái nó lên chút. Chưa có còn. Chưa đốt nữa hả? Chưa đốt nữa. Cái này là gì anh Tám? Chú heo. Chú heo. Bữa nay ra mình ăn vú. Chưa nó còn cái. Thôi ăn vú rồi nó bì nữa. Vú heo nó mập dữ nha. Ờ vú nó không được cái mập nữa lên. Chỉ còn dưới gao của chú. Mỡ nhiều phải không? Mỡ nhiều. Ủa chứ vậy? Nó gặp cái biển, cầm cái biển chạy hoài. Cái biển rồi vậy? Ừ, đúng rồi, nó đâu chịu lên bờ. Đẩy lên nó cũng chạy hoài. Vậy đem thả nó xuống biển đi. Giờ thả xuống chắc nó không sống nổi đâu. Không sống. Bắt đó chị. Hả? Anh mẹ ngắm biển. Mày có luôn vậy đó hả? Cố cũng được, cố cũng được. Đây là trời lớn luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Đó, chùa. Cùng nhờ cái bóc anh ba khui đây. Ai chả mấy lại khui luôn cho vui. Một con hả? Có ăn này không? Mấy người này không có uống à? Dạ không. Rồi. 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 Vô. Cho em ké vô. Vô đây, vô nè. Hai ba vô. Cứ vô lại tôi uống nè. Mời cả nhà uống luôn.
Chín rồi đó. Anh uống lâu lắm. Gà nãy giờ lâu dữ rồi đó anh. Chín rồi. Em không biết con. Nó tí chứ nhỏ chứ rồi đó em. Bò nướng nó lớp không? Em bò nướng nó lớp không? Đang uống bia. Được không? Dạ. Tại bên đó là gia đình của anh đó. Dạ. Anh chị với mấy người anh với chị của anh. Dạ. Còn hồi nữa anh hay là chị dắt em đi giới thiệu ha. Dạ. Dạ. Con chị. Cái bữa mà điện vô đó hả? Dạ dạ. Dạ. Đây là cô Út Nguyên xin lỗi chị nha, ăn lẩu mà chưa có đũa chứ chưa có chén. Sao cái đũa mà gia đình nó vui. Anh chị em đồng lòng tác biển đông cũng cần. Dạ. Không có gì tao nói vợ chồng. Không, cái này mình con chế dạ. Cái này cũng hay. Dạ, chị chế. Lâu chế giống chốt gì đó. Dạ, cảm ơn Tám luôn. Dạ chưa. Dạ. Đang chút em ăn thử. Nè chén rồi chị. Mình ăn xong rồi mình kéo vào giờ mình hát karaoke. Hát luôn hả? Đi bỏ trở lại đó đó. Đó ai bỏ đó, ok luôn. Hát rồi tới giờ cái lên xe đi về Sài Gòn. Thôi vậy em về dạ. Trước nha. Đi Sài Gòn. Ủa nhà của dân Sài Gòn hả? Dạ không, ở nhà đi lên thăm con trai ở Sài Gòn. Con trai nó đi học. Trời ơi, anh ơi bữa nay ăn uống nó ngon tuyệt vời. Đi ơi mình uống miếng nữa đi chị. Đây, đây, đây. Anh ơi đây, đây, đây. Ngon ăn nữa. Dạ rồi. Dạ vô. Dạ vô. Đại diện gia đình á. Dạ. Dạ. Bài đi chút đại diện gia đình. Mấy anh tài xế. Em muốn cái này, em muốn trà sữa mà em quên bỏ thạch cao câu gì vô. Hẹn kia em nói sao cái đó là để làm cái gì? Bỏ mấy cái đó vô. Dạ. Em ơi cho con cơm nướng cái này nó lạnh quá. Để em nói cho em xin hai cái miếng đó mà chín chưa anh Tám? Cái này chưa vàng. Chín chị, cái này chín rồi. Cho chị ăn thử cái này. Anh có ăn cái này em gấp cho anh nha. Rồi. Vậy hả? Gia đình của anh Bảy. Dạ. À, bây giờ thì Dân sẽ đi chào gia đình của anh Bảy. Đây là Dân Nguyễn trên YouTube, Dân Nguyễn miền Tây. Dạ. Chào gia đình mình. Cái này là anh thứ sáu của anh Bảy. Dạ. Cái này là anh thứ tư. Dạ, anh thứ sáu, anh thứ tư. Cái này là chị thứ năm. Dạ. Cái này là cháu của anh, cái này là chị dâu. Ôi thôi xin lỗi, chị chồng dâu. Dạ. Dâu thứ tư, cái này là dạ. Chị dâu thứ sáu. Dạ, chào chị. Cái này là cháu con của người thứ sáu. Dạ. Hoài Thanh. Dạ, Hoài Thanh. Này từ 6, 7. Dạ. Ủa gia đình mình là ở bên đây ha, hay là bên kia? Cái này chị Tư với anh Tư này là cũng bên Mỹ. Dạ. Dạ. Chị Năm nó với đứa cháu là bên Mỹ về. Còn dạ. Ở đây là anh Sáu là với đứa cháu ở Việt Nam. Dạ. 6, 7 là 9 đầu cái loại đó.
Dạ, anh Chính ngồi bên kia. Dạ. Dạ. Dạ, rồi con chúc cả nhà mình ăn ngon miệng. Xin phép. Vậy là nguyên gia đình mình vui ha. Bỏ cái gì cho mấy cái lồng đó mình chưa giả ra kìa. Thì chị đi là giả đi, khám phá thì chị. Khám phá đi, rồi mình thử ngay chút đi. Chị lột cái đó bỏ vô cho dân anh. Lẩu đường đi. Lột thanh cua. Dân lẩu anh. Dạ được. Quá, wow, chỗ chị ba ăn là nhiều dĩa nhất rồi nè, 4 cái dĩa luôn. Mạnh nhất đội mà. Rồi mấy chị em của dân ăn buffet xong rồi, bây giờ thì chị rủ qua karaoke. Giờ đi. Em với anh ba xong ca ha. Con đi đường nào? Rồi mình ăn xong rồi mình vô quán này là quán Lucivi, quán karaoke. Giờ mình vô quán này là em của anh với chị nè, chị Bảy. Đó giờ mới bước tới đây á. Đó giờ mới bước tới đây luôn. Vậy. Bên đây muốn chụp hình thì chị chụp đi, kêu chung chụp cho tụi họ. Dạ có chụp rồi. Dạ có. Đứng đây ra, xây đây ra chụp. Dạ được rồi, có chụp, có chụp. Chụp đi. Dạ được rồi chị. Chụp mi môi lên làm cái điểm đi. Dạ. Ai biết đi đường nào. Thôi bây giờ lên đi. Dạ đi đường nào anh? Thang máy luôn hả? Chờ nó bụng đi. Ồ, hoa đẹp quá. Lớn dữ vậy? Đợt chưa còn bồng lớn nữa. Vậy hả? Phòng bự dữ vậy đó hả anh? Ý, người ngồi một cái. Ê, em ngồi, em ngồi đây, em ngồi đây. Em ngồi đây. Mở vô đây nè. Nói rồi ngủ em lắm mày. Mày ai ca ca, ai ngủ ngủ, em ngủ ai ca ca đi chị ngồi đây. Mai dạy luôn nha. Ý, có con gầm luôn nè. Mai dạy luôn nha chị. Ngủ rồi.
một lần này thôi rồi không nhầm.